Xin chào mọi người nhé. Thì chào mừng mọi người đến với sản phẩm sàn bán hôm. Thì hôm nay sàn bán hôm xin giới thiệu với mọi người về cái bộ điều khiển DT10F nhé. Thì ở đây bộ điều khiển DT10F này thì điều khiển được một kênh này, sử dụng nguồn nuôi 5V này, kết nối qua một jack audio 3.5 và kết nối với một điện thoại này. Ở trên mạch thì có một nút nhấn có thể kéo ra ngoài để mình điều khiển on off trực tiếp này. Đầu ra tiếp điểm relay là chưa nối với gì nhé, thì các bạn có thể nối với tải 220 hoặc là 512V thì tùy ý nhé. Đầu ra thì nó là tiếp điểm relay thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái module này. Thì để kết nối được thì mình điều khiển được thì mình phải kết nối cái jack 3.5 này với một cái điện thoại. Thì ở đây mình muốn kiểm tra được cái jack này với cái điện thoại nó đã kết nối chưa, thì đầu tiên các bạn phải setup cái điện thoại này là ở chế độ tai nghe và có âm bàn phím. Khi mà cuộc gọi đến thì cái điện thoại này sẽ bắt đầu cuộc gọi tự động nhé. Thì để đảm bảo các cái yếu tố đấy thì mới được. Thì khi mà kết nối rồi thì nếu như các bạn để bật âm bàn phím rồi ấy, thì mình nhấn các cái phím ở trên điện thoại này nó sẽ kêu thì là được. Thì là cái kết nối đã thành công nhé. Đây mình nhấn thử này. Đây mở cái giấy này ra cho nó kêu cho nó to. Đây. Đấy. Và nhấn bất kỳ phím nào thì nó cũng sẽ kêu. Ở đây mình đang nhấn sai mật khẩu nên nó sẽ kêu nhanh thôi. Đấy. Đấy, ở đây là mình đang check ở trường hợp là cái dây 3.5 này nó kết nối với cái điện thoại là được chưa. Đấy. Thì ở đây đang được rồi cho nên là nó mới kêu được như vậy. Đấy. Thì mật khẩu mặc định của con này là 3 số 0 nhá. Thì mình đầu tiên mình sẽ là sao này. 0 0 0 này. Sao này. Nhấn số 1 để bật relay này. Đấy, relay đèn đỏ sáng này. Nhấn số 2 để tắt relay này. Nhấn thăng để kết thúc lệnh này. Đấy, ở đây mình cũng có thể nhấn bật tắt ở đây nhá. Đấy, ví dụ đây đang bật này. Thì mình nhấn lại này, sao này. Cú pháp lại nhá. 30 này. Nhấn sao tiếp. Đang bật rồi thì mình nhấn 2. Đấy, thì nó sẽ tắt đi. Đấy, ví dụ nhấn tiếp sao 1 2 3 sao. Nhấn tiếp phím 1 để bật delay. Nhấn phím 2 để tắt delay. Đấy. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái điện thoại khác. Mình gọi vào. Rồi. Đây, mình dùng một cái điện thoại này. Bên này đi. Mình sẽ gọi vào cái số. Đây. Đấy, thì khi gọi thì điện thoại sẽ tự động bắt chuông. Đấy, và điện thoại sẽ tự nghe. Ok, điện thoại đã bắt cuộc gọi thì bây giờ mình sẽ điều khiển từ xa bằng cách là nhấn sao 1 3 con 0. Nhấn sao. Nhấn 1 để bật relay. Nhấn 2 để tắt relay. Đấy, muốn điều khiển lại tiếp thì nhấn 1, nhấn 2. Còn không thì các bạn thoát bằng nhấn thăng. Nếu mà muốn nhấn lại đã thăng rồi thì các bạn lại phải nhấn lại là sao 30. Nhấn sao. Nhấn 1 bật. Nhấn 2 tắt. Nhấn thăng thoát. Ở đây thì mật khẩu mặc định là 3 số 0. Nếu các bạn đã cài thay đổi mật khẩu rồi, tức là thay đổi mật khẩu là 30 rồi, thì các bạn có thể nhấn cái nút giữ, cái nút này này. Nhấn giữ này. Đấy. Đấy, còi kêu thì tức là đấy, trở về cái mật khẩu mặc định. Còn trường hợp mà các bạn đổi rồi mà các bạn quên hay như nào đấy thì các bạn reset bằng cách đấy. Đấy, nút nhấn này nó có tác dụng như vậy. Rồi, vừa rồi mình vừa mới giới thiệu các bạn về cái bộ điều khiển DT10F loại một kênh, điều khiển trực tiếp qua một cái điện thoại hoặc là điều khiển qua trung gian một cái điện thoại khác. Thì, các bạn thấy hay like và subscribe cho sản phẩm Smart Home.